ông già của cô bé, ông già bà già với ông nội bà nội. Còn bạn ha. Vừa bắt hướng vừa cùng với ông già anh cả. Cậu bảy với lại chú năm. Chúc quý bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe. Ok đúng rồi. Bây giờ là 4 giờ chiều. Cảm ơn. Này là thứ tư ngày 20 28 tháng 12 2022. Phương vừa đang có mặt ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Và bác hôm nay xuống nhà của anh Lâm á, vui quá trời, như đi đám cưới ở quê luôn á. Có 3-4 anh em về chơi mà anh Lâm ảnh chuẩn bị tiệc mà 3-4 bàn luôn, như cái đám cưới luôn á. Nãy giờ thì ăn uống xong rồi, cậu Bảy cũng có làm xương xương 1-2 ly, chú Năm cũng làm xương xương 1-2 ly. Giờ cậu Bảy với lại chú Năm dẫn Khương Dừa ra cái vườn vú sữa. Sữa ở đây trồng vú sữa nhiều ghê, có vú sữa, có vú có sữa nghe, vú có sữa chứ có vú mà người có sữa nhiều vú không sữa nữa. Có không nhiều cũng không sữa nữa. Dạ vú cậu Bảy lúc nào có sữa nè, bà già cậu Bảy đó đó. Dạ. Rồi ông già bến rồi. Dạ. Bến anh hai rồi ông. Dạ. Ông nội bà nội nè, nè giờ mình đi nè. Vú mình có sữa đây giờ hai cậu Bảy có sữa nghe. Dạ mùa này có sữa nghe. Cậu Bảy với chú Năm kêu Khương Dừa phải đi ra ngoài đây để bẻ vú sữa mới được. Đúng rồi, mà đang về đây ra đang mùa vú sữa luôn. Trời ơi, chính là cô Bảy. Cái này của cậu Chính. Cái này của cậu Chính hả? Cậu Chính còn. Dạ. Cậu Bảy ở ngoài tôi ngoái. Dạ nhiều khu này cậu Chính. Cậu Bảy là anh của cậu Chính. Dạ cậu Chính còn người thứ 8 là mẹ của anh Lâm. Ủa này Chính rồi nè. Đúng rồi đúng rồi. Không nè, nè. Ga. Dạ nhưng mà bẻ con trái cũng được phải không? Chụp hình đi. Héo à này cái dây cái nhánh nó chết nhát. Ga cậu Bảy lên. Vừa cậu Bảy. Ủa vú sữa lò đèn hả cậu Bảy? Lò đèn không con ơi. Dạ cậu Bảy với là chú Năm là lớn sinh ra lớn lên đây luôn. Hồi này góc nhà nào vườn. Hồi nào giờ ông bà cho đất ông nội rồi tới cha là cha chết rồi qua đời cho cậu Bảy. Dạ gốc mà đã không mà con bác lâu lâu về vườn thích không? Đây cậu Chính nghe con. Dạ bé này vườn bé có gì cậu Chính ơi đâu bán mùa này chỉ có mùa Tết hả cậu Bảy? Hả chỉ có mùa Tết nó có trái hả? Không phải mùa này con, mùa này nè người ta lấy ra trễ người ta bán hết rồi đó. Lấy vú sữa nhà con Tết mới chính người ta tháng 9 thì có rồi. Dạ. Tháng 9 có giá. Dạ. Tháng này không có giá, có giá hả con? Tết qua bán tháng 9 có giá lắm. Tháng 9 á. Tháng 9 bây giờ hết. Đẹp bây quá. Giờ cậu Bảy bị trễ dạ. Thôi, chính trễ thôi. Con nè. Nè cậu Bảy nè. Chỗ con Bảy. Từ đây là cậu Chính là từ cậu Bảy đừng có bẻ nhiều nha. Chở. Chở chừng 200 kg được rồi. Dạ chở 200 kg. Dạ bẻ của anh nè. Nhiều quá. Rồi tới vườn anh chưa? Rồi đây. Chở chưa? Không 20 kg bay hơi sống quá. 200 kg hay sống hả? Đây nè. Chở sống có. Con Chính cậu Chính đây từ đây ha. Cậu Bảy đây từ đây nè. Dạ. Tốt ngoái đó. Dạ. Người ăn khỉnh vậy. Có nuôi ốc nữa hả cậu? Hả? Không, ốc nuôi tại cậu Chính để chứ cậu Bảy nuôi luôn. Đây vườn của ai hả cậu? Cậu Bảy. Vườn này tới cậu Bảy ha. Cậu Bảy tới đây nha, cậu Bảy. Trái đấy, trái này chín rồi bà chú Năm. Bẻ đi chứ bẻ đi. Mới chín, muốn bóc thì bây giờ không có được mùa. Chín rồi. Để con bẻ nha. Con bẻ được tiền đây rồi bà con bác đẹp không? Bẻ nè. Ồ. Ra đây, ra đây, ra đây. Thơm ngon quá trời quá đất luôn. Nè. Bà con cô bác thích không ạ? Ăn nè, không, lô gan bây vừa bóng vàng ăn được rồi. Dạ. Nãy giờ nhìn qua chỗ kia không có thấy cái mùi nữa nè. Đây, bây giờ mới bẻ bờ hổm, mới bẻ bán lá bờ hổm. Trái này quá được không? Không đây nè, cao phải nè, cặp này dướng lên, cặp này dướng lên nè, cặp này nè, trời ơi trời cao hả? Bé không tay, thôi ra máy ra thấp cái dốc ra, thôi bỏ đi, ra máy khắp máy bé, không tới rồi, không tới hả? Cặp này tới là thôi ra máy, rồi kéo cái con cái cây này tăng đưa luôn á cậu, ừ, hay vậy, dễ dữ ha, được không? Giờ cậu, nè, giờ cậu còn thấy được, đâu mà hai đứa bé ai? Để đi con. Hai đứa này, hai đứa con gái cũng xứ vườn nè. Mà trèo trèo lên còn mấy giờ không biết bẻ trái cây không nè. Chuyên nghiệp là có nghĩa rồi. Dạ. Không, không ạ. Nó nghe nè. Kẹp luôn đừng có nhả nha, nhả rớt nha. Rồi, biết mà. Dạ. Ừ. Nè cầm đi được. Nếu mà nhả hứng nha. Hứng. Nhả hứng nha. Nhả hứng sữa. Đó. Chưa. Đây hai bạn thân. Đúng rồi. Một người là chú của anh Lâm còn một người là cậu. Không thấy đường, trời không thấy đường. Đúng rồi đấy con. Lớn tuổi rồi. Nè. Lớn tuổi hả? Năm nay 65 còn mấy ngày nữa rồi còn bây giờ. Nếu cậu Bảy là 70 rồi đó mà ngon lành không? Con đem xuống nghe, nhấp xiết cò đừng có nhát cò, nhát cò nó rớt nha. Nhát cò nói cậu Bảy hứng nhát cò nha. Dạ. Con nó chèn.
vô thấy đường lỗi tôi lại đi được cái tôi sao lại luôn hay không sáu năm nè mấy chục nè có nè khỏi hứng khỏi hứng có mấy nhấp cái rồi khỏi hứng từ luôn heo ý là câu bảy mà chưa nó nhớ nó mới vô được nó liệt sao nè phải liệt thôi con tại vì không ngay chân ấy. Đấy, đấu thừa. Trời ơi trời. Thằng ơi trời bóp còn không bóp một lỗi ơi. Ai biết đâu à. Con kéo kia tôi nãy giờ bé được rồi, kéo kia đâu. Không, cái kia bé chạy luôn. Đây 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 con. Thôi lựa đây nè, nè, gọi nè. Được. Nè. Rồi. Không nó vô cậu ơi. Vô trời. Nó không kẹp lại được. Nè, để chú Khương. Được. Nó không kẹp lại. Nè. Bằng kéo. Cái chân cái gánh được. Rồi rồi rồi. Thấy được đó đó đó, ừ, đó ừ, hay quá trời hay không không ừ. Con trai miệt vườn mà ừ. Rồi bé đi con bé. Rồi ơi rồi đây đây trái này cũng chín nè 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 bé đi chín bé đi bé bao nhiêu cũng được hả cậu ôi, ôi nè bé đây thùng bé nè nè con bé đây thùng bé đi bé này thùng bé đi thùng bé rồi ăn ngọt lắm ngọt ngọt ngon được nhá thùng bé ở đây đâu bè dạo này nhiêu ký cậu hả lúc này được nhiêu ký cậu? Đây sụp cũng mười mấy ngàn, mười 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 tám ngàn. Trời ơi. Chứ hồi sớm mà bốn một chục, bốn chục. Bé ăn đi. Đây có cái vàng ná này nè. Cưng. Gà mái còn nhiều dữ lắm. Dạ đi đi cậu. Cậu bé mới bé bữa hôm nè. Trái này là trái này ngon nè. Bữa bé bé 230 kg. Dạ. Cũng lẻ cho. Dương này trồng lâu chưa cậu? Ừ. Hả? Trồng lâu chưa cậu? Ơ nó đứt không à? Không. Đứt gì? Ờ mà phải giữ lại. Con nếu kẹp kẹp luôn. Kẹp luôn hả con? Dạ. Kẹp luôn đem xuống. Dạ kẹp luôn ha. Gấp luôn. Dạ, chứ đừng có nhả cò, nhả cò, nhả cò đấy. Ừ. Nè, đây thử coi vô chai này thử coi. Mình hứng. Đây nè, thử vô chai này cho bà con bác. Đó. Ừ. Ừ. Ừ, đừng nhả cò nha. Chúng giết cò luôn. Đó, con kẹp vậy nè, con đâu có nhả đâu, nó đứt hả? Kỳ á. Kỳ vậy? Bị lỗi vậy thôi hả cậu? Không phải. Nè, đây. Nè. Dưới sữa này nó con nó mới chín không? Chín quá thì chín quá thì nó sẽ có dòi. Không có dòi đâu, không có dòi. Bởi vì trước dòi tại ta không xịt người trước. Dạ. Rồi phải xịt thước tháng người trước tháng. Người dòi hả cậu? Hàng chi với con. Trời có dòi tại ta xịt. Nó quắc rồi với hai nó con gùi gì gùi vàng đục á. Dạ, gùi vàng đục. Trời nó ngọt. Trong chưa ngọt đâu, cái sữa này chưa mùi nữa còn ngon nữa. Cái gì là ngọt lắm rồi anh ơi. Bé đi con. Để nhấp theo sứ này trong giữa ha. Bé thùng bê đi rồi bây giờ con hứng. Đây nè. Hứng nè, ví dụ hứng nè. Nhấp cây rồi nhả hứng nó. Hứng được không con? Chèo chèo cây á. Bây giờ thấp hứng chị. Mình bé này hứng chị. Ngọt quá. Đây là cái này phải không? Ngọt quá con ơi. Bé này chứ bé tay được, bé tay được. Bé tay đi. Ừ, đó bé tay đi dặn đi. Không hiểu đừng bóp ra, không việc đừng bóp. Cái này nè. Không đừng bóp này, bóp cái dấu trái này chưa chín lắm nhìn nè cậu bé nó con đừng bóp nghe bóp chính cái chính là, bóp cái hư chú sữa bóp chính. Cái có dấu thấy vàng bé vàng bé đừng bóp bóp cái bị sữa nó bị sẹt nó mới lát cái chê tiếc chứ chứ ngon quá tới này khoảng 10 năm cho cậu cái này á dạ cậu con thấy cậu cây đó bao nhiêu năm cây đó nhánh, cái nhánh nó cũng ba ba chục năm mà ừ đúng rồi ba mấy năm á dạ người ta là hỏi mua cậu bấy và cậu bấy bây nó người ta mua để người ta để trong nhà vườn á mà ta không có cậu bấy nó có đường lộ mới mua cái gốc này ừ nó mua ông có giá hai cây này mua mấy chục triệu mà nó ôi đã cái hai cây cổ người ta làm cái gì giống bonsai nếu như người ta về người ta gọt kiển á người ta cắt gọt lẻ người ta nuôi đường vận chuyển dạ đây là cái lộ là làm sát bên kìa dạ nó phóng từ là An Giang rồi dưới cái răng thì sát bên dạ. Năm tới nó làm dạ con có đó, hồi đó con có dịp về Phong Điền một lần con đi quay chợ nổi con bé nè cái nếu gần thì sâu vậy nè dạ đó dạ. Nhớp nè ừ đây con thấy trái chín nè thấy con hái nhấp nhấp đem luôn chứ đừng có nhả nước nha dạ đây là cái này chứ ở dốc lá ừ vậy mới dốc bé đi bé thằng bê đi con bé đi thằng bê đi ăn con cháu ôi quê nó đang thiếu gì kì á sao nó không dính cậu ơi phải có hứng mới đưa hứng mới được không phải đâu nó không dính gì vậy đừng cắt ngang đứt nè là nhấp đứt cái đường xiết cò luôn đừng có nhả thấy được nè đừng nhả thì nhả cái đứa đâu cậu làm con coi rồi đây nè bị không nè cái mép cắt nè
nắp cắt nè. Dạ. Rồi bắp ngậm nè, ngậm này, ngậm cuốn này nè, ngậm cuốn nè. Thấy không? Ngậm cuốn này. Hay là mình mình đút vô lộn mé ấy ta? Không phải, không lộn. Lộn bên. Lộn bên con ơi. Không phải lộn bên. Con đút con xiết. Không phải nó cũng vậy thôi à. Bẻ đi dốc rồi chợ. Chứ còn phải... Chứ sữa này nó ngay mùa rồi con. Chứ ngày sớm có giá lắm. Ăn đi. Còn thùng bê nữa không cậu? Hả? Còn thùng bê nữa không? Có không thùng đựng. Trời ơi, bẻ đi. Còn có 7 ly đi thiệt chứ. Còn trăm. Trời ơi. Thấy thương thôi mà con quá. Trời ơi. Về quê mà chị đó. Trời ơi, có 7 ly thêm nữa. Dạ. Không giấc hả? Cái này nó bị chơi cũng chết nhát rồi nè. Vàng được, vàng bé. Bẻ nó luôn. Rồi mới bẻ mà hớp nè. Chỗ mới ngon nè. Con cho ăn nữa nha. Cái này bảy. Cái này gì được là con mê vút sữa. Cái đó sống anh ơi. Đó, không. Sống rồi. Được luôn. Dạng ơi. Nó có trái tụi nó kìa cậu. Kìa, trái nó bự cho bả lửa nè. Ở đó không. Thôi, nói tới ông đây con thử rồi con thử. Mày đăng đưa lên luôn được. Nước cao lên. Trời vút sữa cho ăn rồi. Ăn. Dạ, nhà cậu bảy trồng vút sữa không à? Có làm thêm công việc gì nữa không còn bảy? Thì có bấy nhiêu cô ơi, để sống dạ. Bấy. Hồi đó là bấy cho nhiều lắm mà có bấy đốt hết trơn. Dạ. Không có tới. Đưa cái màu xanh đi con. Không tới không tới. Hả? Không phải hỏi để coi nhấp này không tới là tôi lùng quá. Đây con, đây con. Nè, đây con. Nhấp là nhấp xiết vô được cái nhá. Dạ. Nhấp cái rồi đem xuống luôn à. Bấy chỉ ở nhấp đứt cuốn xiết vô luôn đó được cái nhả ra rồi đó. Không, nãy con đưa bên lộn bên vậy đó. Không phải lộn không, con đưa lộn bên không thiệt. Phải lộn bên mà con không phải mà ta. Con lộn bên lộn không lộn nhấp xiết nè con chỉ con bảy nè nhá được nếu mà cậu bảy cắt không. Cắt bên này nè là nó rớt trái liền nè nó đứt nè nó đứt nó bên đây nó đâu có ngậm lại được nè thiệt con cậu bảy cắt bên này nè đó biết nó cắt đây thì nó sẽ ngậm lại được à, con biết rồi ngấp đi rồi để con sẽ hái tiếp nếu mà trèo cao thì có giả thức cảm ơn bác Năm nha cảm ơn chú Năm nha cái này cái vú sữa cà na nè cô bảy chưa hái gốc nè vú sữa cà na nè vú sữa cà na nè ôi trái dài nhỏ mà nó dài đó vú sữa cà na người ta kêu vú sữa hộp gà đó sữa hộp gà ngon nè cực kỳ luôn á cái giống này vô còn trời cậu bảy mấy chục gốc cậu bảy đốn chân rồi dạ. Đốn chân cái bờ đó trồng kia dạ, nó bây giờ chùm ruột luôn nữa kìa dạ. Dài ra đây của cậu bảy luôn hả cậu bảy rồi có hoa lục bình nữa kìa bên đây chùm ruột nữa bên đây ôi cây cà na nó không có chín thế nào ta không có chưa uổng ha dạ, qua đây ra đây dạ. Nè cậu bảy từ đây của người ta cậu bảy ra đây thì mấy đây của cậu bảy luôn hả đó, từ đó không trồng mít đi trồng sầu riêng nữa trời cậu bảy đốn mít rồi cậu bảy mít này bán không được rồi chua bảy sen chanh điều đó còn bảy là 70 mà còn bảy vẫn còn làm vậy hả dạ sẽ thúc sâu tứ đồ cậu bảy làm hồ nữa nghe cậu bảy làm hồ đó dạ đợi cho làm hồ với cái thằng nhậu cái bên cậu bảy đó dạ cậu bảy phụ thôi dạ. Chứ không phải thể chánh rồi cậu bảy quá giỏi mà thiệt chứ dạ xe khoa khỏe mạnh lắm mừng rồi cậu ơi đi lỡ bao xi măng cặp rách cậu bảy ôm dạ xíu quá trời cực tên đó chú Cương ơi dạ cứ dùng thử trái này coi cà na hay chưa mùi cà na hả con vú sữa cà na nhưng không phải cà na nhiều nhưng mà nó ngọt hơn chắc vú sữa cà na kia rồi con cảm ơn để con thử cái này không nghĩ sao giống như hộp gà à tết lên này nó mắc hơn không con cậu cái này á cái này chắc nó rẻ hơn đồ gà con rẻ hơn con vì cái này nó đâu có mùi nó mới có ấy à nó mới còn cứng trứng ngắt hả cái mùi ra nó ăn ngon lắm tết con lên đi dạ tặng con cái gì vậy lại không biết cái này thằng bơ nè dạ. Thằng xuôi thằng bơ có trồng dạ. Cây ăn thôi dạ thằng bơ cái lò ghẹ khác còn nhiêu lò ghẹ không dạ. Không có ngọt coi cái này chưa mùi đâu dạ dạ rồi qua đây nè qua đây có nhóc kìa qua đây không có ngọt bằng lò ghẹ mà nhưng mùi nó mới ngon dạ yeah. Ngon quá mấy công lần ngồi cho bảy rồi bảy hả có nhiều dạ. Có hai mấy gốc đây nè từ đó đây đây rồi bảy ít và cậu bảy có tính là bốn mươi mấy à có vườn không con dạ trời đi lỗi con rồi bác tới mùa chứ thì ba mít thì cậu bảy đốt cho bác không lên thân cậu bảy có thường lên thành phố không hả cậu bảy có thường ít đi lắm cậu bảy dân lâu lắm tiệc cậu bảy đi thôi dạ
đây hái ra, đây còn ra kiếm rùa bển chín bẻ đi, bấm chín chín vàng bẻ đi. Dạ. Bấm rồi gàng bấm ăn luôn đó. Ừ. Bé con cái này mà ở thành phố về phải đó gọi. Ừ bé con trời. Rồi khi nào con cháu đến một bình phải nè tết gần tết gộ đó, nấu canh chua thôi báo phát luôn, vì tết cũng còn lắm, tết cũng còn nữa. Dạ tết còn nhiều lắm. Còn bây giờ trồng măng cục nữa, măng cục thôi lâu ăn qua thì măng cục kìa, lâu còn măng cục dưới nhà con mẹ con đốm hết, lấy trồng măng cục kìa. Chắc trái này cũng chín nè, chín bẻ ra con nhấp cái rồi cái mày đừng có nhá, giờ con biết rồi, giờ không giờ con biết rồi, nó phải đúng bên nó được, bên này là gớt đó, bên này mới đúng nè, bên này nó mới dính nè. Mình nói sao được đó. Ừ. Hay. Đã ghê. Đã bé lên con. Cậu à, cậu bảy có mấy người con? Hả? Bảy hai thằng coi, thằng bắn thang á. Mới xong á, bắn thang á con. Rồi bắn thang nước ra. Dạ. Rồi thằng ngoài đảo nữa. Đi ngoài đảo hả con? Thằng Giang á. Dạ. Giang mày ra mấy mày ra mấy mày đảo đảo. Trần Đề ra mấy đảo đảo. Đảo Cà Mau hả con? Ừ đúng, lá Cà Mau không phải của Bắc nha. Dạ. Người hỏi thằng Giang á. Dạ. Giang đó hỏi anh Giang ha. Giang. Dạ. Con biết trời nó còn phải được, nó sống với mình vợ con. Dạ. Dạ ủa vậy? Vậy con cậu bảy ở với ai? Cậu bảy ở dưới mở bảy, mà bảy đi làm nữa mà. Dạ. Thấy mà bảy ở bây giờ mình lên. Nhìn cái lọc bình này lại nhớ tới Hạnh suy thận. Màu tím anh buồn. Dạ. Dạ, ha. Đi máy đi. Dạ. Dạ. Cái máy được thuốc máy đi, cây máy con bự ngon lắm nè. Dạ. Không có điều cái máy á, hai máy nó có chín rồi. Có nhiều à. Hả? Có anh. Có anh luôn. Ừ, mít này của Năm Tây á. Năm Tây chết rồi. Ừ đúng rồi. Đó, anh có nhiều đó. Có mà 5 4 5 công gì vậy. Hả? Để nó con lại con bẻ đi. Bẻ đi, bẻ tay đi. Được rồi đó. Ủa con không biết cái chính hả nhỉ? Chính thì bẻ đi. Đừng bóp nghe vô sữa, bóp nó hư thiệt ác. Gái miệt vườn. Không thiệt. Vô sữa bóp nó sượng nó hư, lá dạ. Chê. Vàng bẻ à. Chết rồi, sau cái clip này là bớt người kêu chú hai lại rồi. Không vô sữa bóp nó sượng. Dạ. Lỗi kỳ thôi. Này nó hơi cỏi cỏi ha. Ừ đúng rồi. Nó cỏi bị gì. Xịt thuốc quá là lăn xi. Cái này chỗ sao? Thì cứ quả kìa, hai mấy có. Bữa qua bên kia có luôn đó. Cây thôi rồi đó có đó, cây đó. Đây nè. Ừ, vàng bé đi. Đang chờ những phong này đem về. Ừ, bé ra con. Hả? Bé đi, trời ơi. Bé cứ bé tự nhiên. Chú vườn rồi. Vườn. Rất ở vườn. Dạ, thoải mái. Đây nè. Dạ. Sao đem về bị gì mới bẻ, mới bờ hổm hả? Không, mới bẻ. Mấy trăm ký lô, bẻ dạ. Bác lái thiệt mấy trăm ký. Đây kìa, bữa hôm chín đỏ chưa? Dạ. Nó đợt nó bẻ. Hay ừ. Con về vườn được, con là cái gì chứ con về vườn được. Con không giống như Hưng Nhi với lại. Con gì đâu cũng được. Con lên rừng xuống biển về vườn cái gì cũng được á. Ừ. Cái này hơi xanh này ăn nữa. Cũng được á. Hôm chín này con. Sợ ăn cái miệng nữa dính mũ. Dính mũ mình lấy lá đưa, mình chùi. Đó. Chín không? Thấy con lụm chín không? Thấy kỳ á, không được. Chín không? Rồi máy thiếu chai rồi mấy. Tú máy dần nè. Thiếu dần máy chai ha. Gắp máy nha. Không, trái này chín nè con. Cái này chín nè. Cái này chín nè. Ừ, dần mới được. Dần mới được. Dần mới được coi. Dần mới được. Anh Bảy nè, tôi góp ý anh nè. Sao có dẫn cháu đi ra vườn. Mình bắt ngoại để dài vô cho nó nhẹ. Cái cầm gì nó xa đường nặng. Không thì cho mà sách nặng lâu lâu à. Ra được thấy ham thì ham thì bẻ đi ham, phải không bẻ. Ham cứ bẻ đi không để anh bẻ giang vô được bẻ này anh bẻ giang vô dắt con cháu giùm con cháu thôi không có sao giang vô không dắt vô tới lượt đó hai cái bẻ thì mấy có đó nhóc cái máy bẻ hai thùng bê còn có nữa hai thùng bê luôn con thiệt nó gỗ gãy gì vậy sùng dưa leo luôn hả của ai của em hả là gì? Ừ. Này chín nè. Này được không? Ừ, chế đồ vàng bé đi. Đúng rồi, mù quá, nó ngon mà nó mới dở dễ dập. Vì cái này ngon. Vàng rồi á, gì? Mù mình làm gì?
Mò nhóc cho mong lên làm gì? Cái này có lâu hồi nãy nhậu đâu có mông kho đâu mà lên một bệnh. Mông kho luôn bệnh, mình lấy mông kho đâu. Lấu. Này. Thực phải không? Không, cái này xanh dần quá, không được. Chính là con. Chính là chín. Thì ra bấy dài dài. Chết, trời trời lại đi, đúng rồi, sống nhăn. Tôi nghiệp mày ăn gì dính miệng mày mú, mày lỡ thừa tao, lấy yêu thừa ông còn bấy giờ ăn dính mú quá. Nè, ừ. Được không cậu? Ok không? Ừ, đứa đó là ngon đó. Này ngon ha. Ừ. Nè. Hả? Có nhiều người hả? Có nhiều người không biết vú sữa chín chứ. Đó đó đó, đó. Ừ, ừ, đó, ừ, gì đó. Đúng rồi, văn, văn đít rồi bé tao. Văn đít ha. Thiệt, lúc mới bé bóng, bóng xanh là ăn không được đâu. Được mà không ngọt. Dạ. Trời ơi, thiếu gì. Đây đây còn trái đây nè. Cái này cũng ngon nữa nè cậu. Ừ, đó nè, cây kìa, 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 kìa. Thấy không? Đó, thấy dạ, không? Dạ, dạ, thấy rồi. Ghê liều, thấy. Mề quá. Hả? Thì dưới mà ngập xuống ơi, ngập em ơi. Đúng rồi, ngập, bị người ta tràn vô, ngập. Ngon ghê. Ta tràn vô ngập em ơi. Đâu này rồi, thầy, còn hái cái trái xa xa đây. Đây. Bé đi con. Đây, hai trái luôn. Dạ, cái đó ngon đó. Cổ lý thằng bé không được thì cổ mùi dài cái lưỡng bọc thế chứ thế không con vậy không thế cổ mùi dài cái là mình túm con còn phải con phải gọi à gọi không còn phải cổ mùi dài là túm luôn à túm túm thứ hai cái mùi dài không có bằng thằng bé hồi đó hồi nhỏ làm được giờ lớn được không cậu giờ lớn làm được tiếc chứ cổ mùi là bé rồi không quá cả hàm được bắt đầu cởi áo ra có cái quần là quần dài mày nè à, túm dưới túm hai này nè lửng lũ mà thấy lũ vô hơn thùng bê tới không trời ơi tao chắc rồi đi đi lặn dưới nước đi vô hả cậu đó lưới đó mà còn xe lối không còn sao anh tính làm người cá gì anh mày hả anh tính làm người cá thiệt chứ tụi bay thiệt chứ tao cũng chơi dốc là cậu bảy vô vô tính vô là dốc là con dốc là dốc nè dốc nè vô đây dốc là nhưng mà nó dính cặp rồi sao cũng bé là cặp bé cặp cặp cái vợt của năm chuông là bé này cặp rồi à, thôi giờ này không tới thôi cho qua đi khó quá cho qua đi thôi qua đi đúng rồi. Bé đúng rồi. Đưa vợt này hứng rồi hứng gớt rồi vợt rồi thôi chưa gớt bể lụm ăn liền rồi cái gì vậy mời ăn liền lẹ không cái cuốn làm trong á hay ra không vậy không vậy được không vậy vừa hay á ngon nhất là chú Khương nó biết à. Dạ ôi ôi đó là ngon nhất nó hương trời không hương đâu đúng rồi cái này không được con mà ăn không ngon chú vừa ghen này mềm mềm rồi ăn cái này nè bà con bác đó ồ quá đã là hay ta ăn cái này đi ngon ngon á rất ngọt là ngon xỉu luôn á cậu bé xịt đường phèn mà không ngọt được xịt đường phèn không gái phân gái phân xịt đường phèn à dạ cũng chưa chưa không đọc phải dạ nó mới bóng chơi gái phân hồi nhỏ thôi chứ lớn rồi gái phân thúi á ừ mùi con nó mùi nó ra nó tím rồi vậy đó nó cũng như số cái này dính kim rồi dính kim mà vậy bé sao mà hỏi được không mày kỳ á được 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 bé đi bé đi trời ơi cái này nó ra da rồi được rồi thấy sống anh ơi sống 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 trời ơi mùi rồi mà đây, sống đây mùi nè trời trời nè cầm cái cầm cái cầm ơi trời ơi nó mùi ngon lắm cái này mà được rồi đúng rồi nè nè cái này mà có bạn gái dẫn về là ngon luôn hả cậu bảy hả này có bạn gái về dẫn đi tham quan vui sữa hay vui sữa ăn là ngon luôn ha ừ đi về tới thành phố đó nha dạ về gia đình cậu bảy cho bao tiêu luôn để tết con lên đi dạ phải đóng thùng cho con chở về xe tết còn xe tàu chở về không hết luôn qua đây coi không cái xe tàu chở ra bứng gốc gạo hết chứ cháy hết bứng gốc chở hết ra đã quá bé đi con được quá có không chưa có tới nay cái này từng lấy lên là gỗ lắm đúng từng rồi. Lấy là gỗ lắm anh mới bẻ bờ hớp nè trời ơi 200 mấy ký bẻ cho bán lấy bây giờ từng ôi. Lấy là gỗ lắm dạ. Ôi ăn luôn cố tình trời ơi đi giữa con cháu mà tặng cố tình làm gớt để được ăn đi. Đây thiếu gì rất khỏi phải bỏ luôn đó thơm phức vú sữa có sữa mà cậu ăn ăn coi thôi về lần mày ngán hả tao lại cậu bảy chú Nam ăn chú Nam cậu bảy bẻ con bảy thèm thèm bảy ăn lắm mà cái này không mùi nghe mùi ngọt nữa được không không ngọt không mùi ngọt mùi là ngọt lấy cái này nó ngon nè mùi bảy ăn trái mùi nè ngọt lắm mùi tuyệt vời cái này mày ăn ra tuyệt vời không ăn quất cái này tuyệt vời đó mày ăn thử tuyệt vời luôn
Thiệt. Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Mà ăn còn hơn được hoàng nữa. Dạ. Thử coi. Nó mùi á. Ngọt quá. Bỏ rồi đám dưa hấu đó qua anh bảy. Đi hấu đâu? Cái này dưa leo có Vũ, Vũ con anh nó trồng bên đây. Nhà Khương vừa bên đây có người ta, Vũ con anh á, nó trồng dưa leo. Nó làm vàng chứ. Bỏ thùng bê đắng hả? Nè, đi ra coi dưa. Gãy hả cậu? Để đây, cả để đây ra hay không? Chú. Cái này dưa leo của người ta. Dạ. Bây giờ trồng dưa hấu chạy rồi, dưa leo của thằng Vũ lấy. Ôi về mà gặp thu hoạch dưa hấu chắc coi cũng quay cũng đã ha còn. Nè, dưa leo nè. Dưa leo của thằng Vũ, con của cậu là mắng than với sông đó. Dạ, anh chồng. Nó trồng nó bằng vàng chơi nè. Bên đây không bằng vàng chứ thấy gì dưa leo mày bò vàng nó đẹp hơn cái bên đây nó bò dạ. Lan đó, phải không? Dạ, có vàng thì đẹp hơn rồi. Bò vàng đó. Đang cho cá đang ra nụ. Nó làm chơi nè. Dạ. Thì bò chung với lại mày hái. Có ốc nữa cậu hả? Ốc bùi vàng không coi. Bùi vàng không à, cái này phải trải bạc. Ừ, thường thường làm không trồng dưa leo thì trồng dưa hấu. Trồng dưa hấu về lỗ không trồng nghỉ rồi nó trồng. Dạ. Dưa leo hơi bí đau thôi chứ dưa hấu nó chạy rồi. Anh Bảy là người đất của chị Tư là bên đó trồng chanh đó, Nam mới trồng chanh đó bên kia kìa. Con gửi chị mới mua đó. Mua đó. Bên kia. Bên đó của bé hai nè, bé hai con mấy đê. Đúng chuẩn luôn. Nãy nhậu bé hai bên đây nè. Nhưng mùa này thì nó ngon, sợ mưa xuống nó sẽ bị dồi á. Mưa xuống gần Tết nó qua Tết là dồi không à. Mà mùa này là ngon nhất, không có miếng dồi luôn. Thôi bé Hạnh nè. Hạnh sầu riêng Huy thấy thua lấy xe vô Hạnh. Hồi đó mà xuống sữa không à. Đúng. Sầu riêng đó bác cậu bảy biết chồng bán gì không? Trời ơi trời, bán gì bán củi thấy thua rồi. Đúng rồi, thua rồi con ơi, bán củi nặng vốn à. Cái đó nó bán củi tao không thèm. Dạ. Cho tao không của thèm. Cậu bảy bị thấp quá nè. Đúng phải đây, bị thấp rồi nè. Thiếu phần còn không, nhưng mà con nghĩ bị thấp. Yếu phần thuốc người ta yếu phần thuốc dữ lắm. Dạ. Cậu bảy nó coi chừng bị thấp, nó phèn á. Không phải yếu phần thuốc mà phèn. Dạ. Cũng có nữa. Đúng, cũng phèn. Dạ. Có nữa tứ không chứ là đồng cái này nó ấy. Hàng kia, hàng nào? Dạ, tay tắt. Ừ đó, bên kia bánh, hàng bánh á. Mình hái dòng nữa ha, cậu. Nó mùi, bánh luôn. Ngọt, thơm phức luôn. Nó chưa ngọt, có mùi nó ngọt nữa. Cậu bấy thì đừng phèn mà. Nặng tới vỏ luôn. Nó chơi đồ ghèn, nó ngọt hơn, hơn bơ nó ngọt lắm. Cà na ngọt bị mùi. Giờ người ta có trồng mấy lúc, ở Vĩnh Kim giờ sao người ta đốn xuống đồ ghèn hết rồi. Bởi vì đốt bây giờ năm nay có giá nè. Năm rồi có bảy bán nhiều, có 7.000, năm nay bự mười mấy ngàn gì có giá đó. Tôi đốt hết trơn rồi. Sầu ghi như mít. Có bảy hỏi hận là mít rồi lớn là thấy không? Không có trơn. Mít bán người giặt không? Giặt là bỏ. Phải có bảy trồng sầu riêng rồi, phải trồng vú sữa có bảy hưởng rồi. Rồi sầu riêng hối hận rồi. Đó mình chạy theo không? Mình chạy theo không? Biết rồi. Ủa có cái mít đó giống như chín còn. Không được. Chứ thú quắc à, ăn được rồi, có bảy chán rồi bảy đốt vậy. Không có chai nào ăn được thân á. Lắc nhách à. Dạ, nó bị cái gì đó. Đen hay không? Tại lúc anh chồng anh không dặn á. Dặn sao? Cái dặn chồng đừng có sâu, đừng có thối. Thấy phân thuốc gì. Dạ. Thôi vô. Vô bánh bé ra cầu bánh bé. Bé đi, đầy vợt vô. Dạ. Vui quá ha. Lâu lâu đi về giường. Bé giờ có gì đó con ơi. Dạ. Về đó. Mà ở dưới vườn mình có vậy chứ sữa bán rồi, cũng đi tiền đáp đủ đó nữa. Dạ, con thấy cũng thoải mái cậu. Vui đời sống mà không có vật chất thì không có vui vẻ lắm, nhưng mà đời sống tinh thần mình chú bẻ cái này là chú cơ. Đó cái mùi bé mới bẻ vừa hộp, nếu không bẻ thì mùi lắm. Mùi bán lại phải mấy trăm kg. Chú quay lại bơm bán lái mấy trăm kg, bán lái nướng tà bẻ nóng thùng nó tại gốc luôn. Mưa hôm bán 17 18 thùng. Lái là 10 mút không. Vì thế hết rồi đợt chín nè. Thì còn bốc không? Dính. Ồ lộn bên này. Rồi xuống cái dũng sình luôn. À, được đó. Được chứ. Kẹp lộn bên. Để bớt. Dạ không bị. Chết nữa được. Chết ngon. Chết xong rồi. Chút sắc rồi. Thưa mọi người, có bằng lạ không? Có bằng lạ nè. Đây nè, bằng lạ. Dạ chưa.
nó bị ngược mặt trời á, mình, mình bị cháy 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 cháy. Em mắt bây giờ yếu rồi chú ơi. Dạ. Tụi mốt con già con lớn tuổi con cũng vậy. Con thấy như chú Năm với cậu Bảy còn khỏe mạnh nè. Chú còn có 24 ngày nữa, chú 66 tuổi rồi đó. Dạ, dạ 24 ngày nữa là sinh nhật rồi. Chú Năm hả? Nhìn mặt trời cái nó chó chó. Bữa bữa bé thằng này nó leo cây cây leo cây á, cái nó bé nó gấp nó giục mấy thứ. Cái mau. Ờ được rồi đó, cái này được rồi. Chưa chưa ngon lắm. Đúng, chưa được rồi. Trời, trời ơi, lô ghẹt là dĩ là ngon đó. Cà ná không được nha. Anh lấy ừ, trời ơi, ăn rồi. Ngọt lắm ngọt. Rồi tặng lại cho chú Khương là cái hai chứ mấy cháu. Thiệt tình á. Mỗi bà con cô bác quý khán giả mình Khương vừa đi về ơi, thăm thí sinh coi. Cũng ngồi sao mình trường bà con cô bác có đăng ký đi với Khương vừa không? Đó bà con bác thấy dễ thương không? Thấy thí sinh của ngôi sao miệt vườn dễ thương cực kỳ không? Thiếu gì không chẳng nhỉ thí sinh mà còn bé đi. Người nhà của thí sinh cũng dễ thương nữa. Nặng à, cái này mà... nhìn đúng sáng tưởng như làm đám cưới không chứ? Mày thích. Nhà anh mày gọi để giờ dập lên mày. Ừ. Nhất dương mày trời. Trái này ngon tuyệt đỉnh luôn nè. Cái nào gắt lên cái này mùi 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 bé. Nè trái này ngon tuyệt đỉnh luôn, ăn sao, liền sao? Ăn liền nó mới ngon. Mày biết rồi. Ăn liền tại chỗ mới ngon. Ăn được hay không ăn tới gì ruột đâu, ăn cái mày da không hả? Ăn đi. Chú lại mẹ nó ơi, không có sao bên gì. Gì tiểu mất lái quá. Trời ơi. Hai chú Năm với cậu Bảy. Thiệt là đúng là nhiệt tình luôn á. Hồi sáng chưa giờ ngồi mà hai cậu với chú rủ về nhà chơi. Dạ. Đúng nhiệt tình luôn á. Đúng dễ thương luôn. Đây, đây này chính. Đây, trái này vậy chứ ngon ngon nè, vỏ mỏng lắm nè. Cậu Bảy, cậu Bảy lọt xong hả? Cậu Bảy không đi, cậu đi giải quyết nỗi buồn. Cái này mở tour du lịch đã luôn á, về đây nướng cá lóc rồi ha, đi mò ốc rồi chiều hái vú sữa đi tắm sông rồi. Cái này nó bị cây này nó bị ấy rồi, cây này nó bị suy rồi, nó suy rồi, nó chết nhát rồi. Dạ. Dạ. Nó cũng chín nè, không nhưng nó vẫn chín, không có hái nó đi. Chín nhưng mà chú dùng thử ra. Đây đây. Cho qua đi. Cái này khó quá cho qua đi. Chín ra ngoài không? Cái này mini si rồi. Cái này cũng chín rồi. Trái gì rồi sao nhỏ? Giờ được rồi, lộ gan giang giang được rồi. Lộ gan giang giang á, mà nó bóng xanh ăn cũng được mà nó không bằng. Ồ, hai nguyên nhánh luôn. Ừ, phải rồi. Thấy không cậu? Cắt này ngon nè. Nhánh ra cắt. Còn trái này ngon không? Giá tôi hứng. Cái đó sao khó sọt như nhánh nhánh phụ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này đi sát rồi phải không? Dạ. Phải chịu thôi. Ngon quá. Chết nổi không? Cái này mà phải ở gần cậu ba. Cậu bẻ con đi con bán cho cậu. Bán online giùm cậu. Ừ. Cậu kiếm tiền. Đúng rồi. Dính mức bán online không? Dính mức á. Dạ. Dính mức hồi nãy đó em có cậu á. Nó bán lông sụn quá. Nó dạ. Chục ký nó bán 400 còn ấy bán chục ký 100 mấy. Online bán nó cấp đâu. Khó đi giao hàng. Có giá hơn. Nó bán gì mạng không? Dính mức á. Dạ. Không, cậu phải nghĩ bắn thì đủ tiền rượu cậu bấy nhau được rồi. Dạ. Nhiều nhiều quá. Tiền rượu mình mồi đủ được rồi. Tổn bên. Bỏ đi. Trời ơi, bỏ đi. Trời ơi, cái gì Bình Thiên hả? Thì uống hồi nhỏ mà có đường trái sữa này ăn cũng ngon. Nhỏ 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 chứ mình thấy cái mùi nó ngon ha. Ngon. Giờ nít nó không thích nữa. Có em đi ra cứu bồ đỡ ha.
cũng nghe được chứ. Giác nó cũng đỡ. Đâu? Giang nữa. Cái này hả? Cái này giang đó. Cứu bộ giác được. Giang quá. Thằng coi nó có. Đúng rồi, cái giang lít thì ngon rồi. Coi đúng bên nó cắt được. Tụi bây hết đựng rồi, đựng cái này đi, đựng giật đi. Hết đựng rồi. Ồ cái này khó. Mình sửa ăn này con. Thay trái phải hy sinh à. Ăn rắm mắm nữa. À? Như cái linh kho kìa. Linh kho. Nè. Đem về là kho mà. Ngon. Ngon lắm. Về mai làm liền. Nhóc kìa. Mà đứa nó ăn không có mùi gì chứ. Ăn chẳng thà ông bảy ăn tay tượng cùng đèo với có mùi đắng hậu đắng gọi nè không có gì á, ăn không lật nhách không có gì, không có hậu vậy. Được rồi cô bảy ơi, vô đi được rồi cô ơi, đi bé nữa qua bán kìa, bỏ kìa thôi giờ được rồi coi vô bánh ở trong chắc mấy anh chuẩn bị sân khấu cho con xong rồi đó. Cô bảy mới bẻ mới bờ hớp á đập dạ. Chứ trời ơi bờ hớp dính đỏ rồi bán cho lái á. Dạ. Nó bẻ 200 mấy cân gần 300 kg mới bẻ cái đập. Lấy mót cho nhân lâu 2 thùng bê nữa. Hết rồi. Nó cao quá. Cái này á 6 bữa là dữ lắm. Phải chuột. 6 ngày nữa là gỗ đó. Nó có bóng bóng gì nữa dính thấy màu lắm. Dạ. Hả? Nhìn ờ 3 góc với đặng góc nữa. Dạ rồi con cậu bảy với lại chú Năm rất là nhiều. Nghĩ là con ơi, trời dạ. Nghĩ trời. Bữa nay đây. Cái cây bơ này cậu bảy bán là 80 kg, cây này 80 kg gần trăm. Mà con nay vừa quê. Nó nghĩ gì trời. Cậu bảy với chú Năm dẫn đi hái vú sữa. Đã quá. Dạ. Cái này phải chứ. Được cái này cho mấy đứa em. Thằng bơ cái này thằng bơ. Dạ. Nó không ăn luôn kìa. Bé này vàng bé ăn được, bé đi. Bé vàng bé. Cái bơ nó không bằng lò gà nghe, ăn nó không có ngon mà gà. Cô bảy thử trái này thử cô bảy. Không được. Kìa. Thằng nó vàng vàng, bé này vàng nhỏ. Ngon. Ừ, nhỏ nó ngon. Ừ. Bơ nó vàng ăn cũng được đó. Cái này kìa hay quá. Cái này mua ở đâu trời? Kìa. Cái này mua hả chế cậu? Mua chứ sao cậu chế được. Cái này hay à. Cái này ở trên con phải là, ở nhà con chắc có gió con cây nữa. Cái đó con bé bự được đó. Dạ. Bé bự dạ, luôn dạ. Đó. Cam chanh nữa. Ừ nó bé. Không mà chanh bé ha thua, chanh dạ. Bé lòng. Chanh dạ, lòng. Mau. Bự á. Dạ. Với cam á. Dạ. Chùm ruột mấy đứa. Chùm ruột nè. Trời ơi trời ơi bởm bé 2 kg á. Mà dạ. Chua lắm chua nghe ăn thử coi. Dạ, chua dớp chua nó đã. Thèm chua ăn không có thèm chua nữa. Ăn thử coi. Đấy. Chua lắm chua. Thử coi. Không phải thèm chua ngon đâu. Thèm chua ngon khác vì chua ăn thử coi. Ừ thì ăn cái nó hết thèm chua liền. Để chung hai hái xuống chung hai ăn coi. Đó lụm. Nhóc chân. Bởm mà giận vũ dâu của cậu bé á. Bé 2 kg á. Trời ơi gần nửa lá. Nó 3 kg hay cái gì? Trái bự không à. Cho mấy chồng lụm gấp lụm. Chua lắm nghe, ăn cái coi. Cái này á ngầu đường Tết á ngầu đường ngon lắm. Này để con thử con trái coi. Trời mẹ ăn thử coi. Mẹ ăn hết thèm chua rồi. Trời hết thèm chua. Yeah. Đây nè mà con bác. Trời ơi chùm ruột nè. Đã lắm nè. Đâu chua. Sao chua? Chua. Chua không? Chùm ruột ngọt. Có chua hả? Thử coi chùm ruột ngọt ăn thử coi. Chua không chua thì gì là gì hay vậy? Thiệt chua cũng ngọt. Hả? Chùm ruột ngọt mà con phải. Ngọt không là gì mà gì cái miệng mày mà sao chứ tao thấy. Bé đi. Không chua lắm chua. Mày sẽ ăn ngọt cả tay nó hạp rồi vuốt nó sao. Vụ hai đứa nhỏ vô thằng chết. Chua. Chua. Thằng vuốt này ngà mứt nè. Dạ. Ngứa mứt tết ngon. Dạ rồi thôi con sao quan lên con theo dõi video khung nha. Ăn thôi. Vuốt ăn thu me chứ không bằng me. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô bảy lê chú Năm nhiều. Dạ cảm ơn em nhiều nha. Cái này ăn thu me coi. Dạ. Vuốt thu me thôi chứ không me đâu. Thu me. Phải không? Dạ. Chúc quý bà con bao nhiêu sức khỏe. Dạ. Xin hẹn gặp lại ạ. Bớt nào.